Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Giải Đất Khánh Hòa. Vị trí mà em Trực đang đứng là tại là thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh. Hôm nay em Trực sẽ review một lô đất, một tiền đường liên thôn của xã Khánh Đông. Đây lô đất phía sau em đây. Dạ vâng, đây là toàn bộ hình ảnh lô đất. Em sẽ quay hết một vòng từ khu dân cư đến con đường đi. Thì trước tiên đi vào chi tiết của lô đất thì em sẽ bay một đoạn flycam từ trên xuống để cho quý anh chị nhà mình dễ hình dung hơn. Ranh giới của nó thì đã chặn hết rồi nha quý anh chị, là từ trụ bê tông này. Để mình đi ngang qua bên này. Để tới cái trụ bên này là 10 mét, là chạy dài ra phía sau. Lô đất mình thì trạng rất là vuông vức. Em sẽ phần cái sổ đỏ để cho quý nhà chị nhà mình tham khảo. Thì tổng cái diện tích lô đất của mình là 532,9 mét ngang 10, có 60 mét đất ở. Em đi ra, sẽ đi ra phía sau. Thì chiều dài của lô đất là dài là hơn 50 mét. Đụng cái bờ núi này. Đây chỗ mấy cái trụ bê tông này nha quý anh chị. Đây này về cũng chỉ dài phía sau cũng ngang 10. Thì hiện trạng là trên đất đang là trồng keo. Lô đất mình thì trong khu dân cư luôn. Như quý anh chị thấy đây là trong khu dân cư, điện nước đã có sẵn hết rồi. Một vòng từ trước đến sau. Đô đất mình thì giáp với đường ô tô nha quý anh chị. Để cái con đường bê tông này là rộng, hiện trạng là rộng 6 mét đường thông. Đây là những hộ dân xung quanh. Điện nước có sẵn hết rồi. Không khí ở đây là khá là yên tĩnh. Lô đất mình thì chỉ có là 2,2 mét bờ giao thông thôi, không đáng kể. Và giá bán cho lô đất mình là 799 triệu. Có bất động sản bao sang tên.
hiện tại là theo như em đã biết là giá đất tại thời điểm này là rẻ hơn so với thị trường. Từ vị trí lô đất của mình đây mà đi ra được tới đường tỉnh lộ 8 thì khoảng là 2 cây nha quý anh chị, tương đương đâu đó khoảng là 5-6 phút. Và từ lô 8 thì mình đi được khoảng một đoạn là khoảng là chừng là 500m ra thôi là tới trung tâm xã Khánh Đông. Thì ngay tại trung tâm xã Khánh Đông thì bao gồm ủy ban xã, trạm y tế, bưu điện và trường học, trường tiểu học Khánh Đông, có một cái chợ sở rất là nhỏ. Còn nếu mà mình đi chợ mà để mua đồ nhiều quá thì mình phải đi tới chợ Khánh Bình. Thì từ vị trí lô đất của mình mà đi tới chợ Khánh Bình thì khoảng là hơn 3 cây rưỡi, tầm 3 cây 9 nha quý anh chị. Thì trong chợ Khánh Bình thì có tiện ích nhiều hơn, còn cũng gần cây xăng nữa, thì cách cây xăng Trầm Hương mình chỉ là 3-4 cây thôi. Từ thành phố Nha Trang mà mình đi lên tới tận đất là mất 35 cây nha quý anh chị, khoảng là nửa tiếng. Dạ thì nãy giờ em Trực cũng đã review xong lô đất mặt tiền đường liên thôn thuộc thôn Khánh thuộc xã Khánh Đông huyện Khánh Vĩnh. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu thì có thể liên hệ em số điện thoại là 0843218679 B góc phải màn hình. Và anh chị đừng quên đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất về bất động sản tại huyện Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Bắc Hoàng Phong, Dương Khánh và thành phố Nha Trang. Em Trực xin chân thành cảm ơn.